Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Điểm tin sự kiện nổi bật trong tuần do Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Hấn Quảng thực hiện, phát trên trang thông tin điện tử của huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình kinh tế khó khăn do thiên tai, lốc xoáy, giá cả một số mặt hàng nông sản xuống thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huy động nguồn lực ở địa phương cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, nhờ làm tốt một số công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hấn Quảng đã huy động được sự tham gia, đóng góp tích cực từ các tầng lớp nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp 6 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện còn tranh thủ huy động nguồn lực trên 60 tỷ đồng từ trung ương đến địa phương để thực hiện chương trình. Trong đó, vốn trung ương 4 tỷ 415 triệu đồng, vốn tỉnh 2 tỷ 760 triệu đồng, vốn huyện 15 tỷ 500 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 5,7 tỷ đồng và vốn tín dụng 33 tỷ 500 triệu đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác huy động nguồn vốn đối ứng ở nhiều xã để thực hiện chương trình còn hạn chế. Một số xã chưa vận động được nhân dân thực hiện xây dựng đường bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư công trình đặc thù đã ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các tiêu chí của chương trình nông thôn mới trên địa bàn. Thưa quý vị, trong những năm qua, việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hấn Quảng đạt hiệu quả cao, qua đó tạo điều kiện cho các hộ nghèo có nơi ở ổn định, an tâm sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã phối hợp vận động hỗ trợ xây dựng được 12 căn nhà tình thương, 4 căn nhà đại đoàn kết, 1 căn nhà bác ái với tổng kinh phí 866.030.000 đồng. Theo thống kê của Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, toàn huyện Hấn Quảng còn 349 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Để giải quyết vấn đề này, vừa qua Ban vận động ủy vì người nghèo tỉnh đã phân bổ cho Hấn Quảng nguồn vốn để xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 5 tỷ 750 triệu đồng, trong đó 85 căn hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, 5 căn dành cho đối tượng khác và 10 căn dành cho các hộ có từ 1 đến 2 khẩu. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hấn Quảng, hiện tiến độ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện đã thực hiện đạt 50% khối lượng công việc. Như vậy, sau khi được hỗ trợ 100 căn nói trên, Hấn Quảng còn lại 249 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Trong đó, nhiều nhất là xã Thanh An với 63 căn, kế đến là xã An Khương với 62 căn, Tân Hưng với 48 căn, ít nhất là xã Đồng Nơ 1 căn. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng xe quá tải, quá khổ lưu thông làm ảnh hưởng đến kết cấu đường giao thông nông thôn, Công an huyện Hấn Quảng đã áp dụng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau để xử lý nhằm kềm giảm thiệt hại do tình trạng này gây ra. Tại các tuyến đường liên xã như Tân Lợi, Tân Hưng, Thanh An, Tân Khai, Đồng Nơ, Tân Hiệp, Minh Đức, Minh Tâm, An Phú, Công an huyện đã sử dụng cân tải trọng xách tay để phát hiện phương tiện chở hàng quá tải, xử lý theo quy định. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, công an đã phát hiện 135 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt với số tiền trên 1,1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 58 trường hợp. Dù đã có những diễn biến tích cực, nhưng thực tế tình trạng vi phạm quy định về tải trọng ở huyện vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bởi nhu cầu vận tải vật liệu xây dựng, khoáng sản trên địa bàn huyện rất lớn. Vì vậy, cùng với công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng của huyện tiếp tục rà soát, lập danh sách các phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh vận tải và các nhà thầu để tuyên truyền, vận động ký cam kết không vi phạm quy định về tải trọng. Thưa quý vị, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 166 ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các ngành chức năng huyện Hấn Quảng đã tích cực đôn đốc, chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện vấn đề này. Đến nay, ở Hấn Quảng đã có trên 60 đơn vị đăng ký tham gia thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử. Đến tháng 6 năm 2016, trong số trên 100 đơn vị sử dụng lao động do Bảo hiểm xã hội huyện Hấn Quảng quản lý, thì chỉ có 25 đơn vị đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử. Đối tượng đăng ký tham gia giao dịch hình thức này chủ yếu rơi vào khối doanh nghiệp. Trong số 25 đơn vị đăng ký, chỉ có 14 đơn vị thực hiện, đạt tỷ lệ rất thấp. Nguyên nhân là do kế toán các đơn vị còn bỡ ngỡ, quen với cách làm truyền thống nên chưa chủ động trong việc kê khai bằng hình thức điện tử. Mặc dù trước đó, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin huyện Hấn Quảng đã tổ chức tập huấn phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử
cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện. Trước tình hình đó, Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn đôn đốc việc thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử gửi đến các đơn vị, đồng thời ra thông báo về việc ngừng giao dịch hồ sơ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bằng giấy sau khi Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản đôn đốc việc thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử. Đã có trên 38 đơn vị đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, nâng tổng số đơn vị đăng ký giao dịch bằng hình thức này lên hơn 60 đơn vị. Việc kê khai bảo hiểm xã hội điện tử nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giảm thời gian và chi phí đi lại, giấy tờ trong hoạt động cơ quan nhà nước, góp phần tích cực trong việc cải cách hành chính và hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội, giảm thời gian và chi phí đi lại giao dịch của các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng qua từng việc làm cụ thể, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Ông Đặng Khanh Hùng, sinh năm 1945, đảng viên 52 tuổi đảng ở ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, là một điển hình tiêu biểu trong phong trào này. Trong cuộc sống đời thường, ông Hùng được nhiều người biết đến bởi những nghĩa cử cao đẹp, luôn sẵn sàng giúp đỡ người nghèo trong ấp Sóc, trong xã. Sinh ra tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, lớn lên ông Hùng đi bộ đội tại huyện Bình Long cũ, sau đó lập gia đình và sinh được 5 người con. Cuộc sống của gia đình chỉ dựa vào đồng lương của ông. Từ năm 1963 đến 1982, ông công tác tại huyện đội Bình Long, mang quân hàm thiếu úy. Sau đó, ông chuyển công tác về làm phó giám đốc nông trường cao su Đồng Nơ. Đến năm 2003, ông nghỉ hưu. Thế nhưng bao nhiêu năm trôi qua, dù tuổi đã cao, ông vẫn tích cực tham gia công tác xã hội tại ấp và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương vì một tâm nguyện noi gương Bác suốt cả cuộc đời. Thì qua cái xã hội hiện nay thì trong vấn đề học tập về nghị quyết, về cái chủ trương của đảng và đường lối của nhà nước, thì tôi thấy qua cái bản thân của mình học tập được cái tấm gương đạo đức của Bác Hồ, vì để làm như thế nào để giúp đỡ được cái người nghèo, cô đơn, khó khăn, không có nơi nương tựa. Thì qua bản thân tôi, chồng gia đình cũng không có gì mà chỉ là sống vào đồng lương nhà nước cung cấp. Thì hàng tháng tôi trích ra để cho, mà mong rằng cái sự là toàn dân cùng chung cộng đồng góp sức để là giúp đỡ cho những người khó khăn và nghèo khổ. Đến nay, ông đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện được trên 40 triệu đồng để làm đường bê tông xi măng. Hàng năm, ông còn vận động sách vở tặng học sinh nghèo. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia vận động mọi người, con cháu giữ gìn nếp sống văn hóa, đoàn kết cộng đồng. Tôi là hộ nghèo, tháng được anh Hùng tặng phần quà với chục ký gạo, tôi rất là cảm ơn. Song hành với những đóng góp cho cộng đồng, từ năm 2012 đến nay, đều đặn hàng tháng ông Hùng trích ra 1 triệu đồng từ tiền lương của mình để mua 3 phần quà gồm 10kg gạo, mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác giúp đỡ 3 hộ nghèo tại xã Thanh Bình. Ngoài ra, trong các dịp Tết Nguyên đán hàng năm, ông còn mua 7 phần quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 350.000 đồng. Cũng như là cái bữa mà em nói với bác như vậy thôi. Thì đối với cá nhân đồng chí Đặng Thanh Hùng là đảng viên 50 năm tuổi đảng, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ ấp Sóc Răng á. Gia đình đồng chí là luôn luôn là một cái gia đình gương mẫu, chấp hành tốt các cái chủ trương chính sách của địa phương. Cá nhân đồng chí thì luôn luôn phát huy cái vai trò tiên phong gương mẫu của một người đảng viên mẫu mực. Cụ thể đồng chí cũng đã làm tốt cái việc là vận động bà con trong thôn ấp là giữ gìn vệ sinh môi trường, rồi thực hiện tốt các cái phong trào do địa phương phát động, cụ thể như là phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, và đặc biệt là đồng chí đã tham gia làm tốt cái phong trào mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Với những thành tích đạt được, ông Hùng được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hớn Quản bình chọn là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
những nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng của ông thực sự xứng đáng để mọi người học tập và làm theo. Quý vị và các bạn xem đài thân mến, chương trình Điểm tin nổi bật trong tuần do Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Hớn Quản thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.